Alpha. Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ nói về các chế độ lấy nét. Đến với chế độ lấy nét đầu tiên đó chính là chế độ AFA hay là lấy nét auto. Với chế độ lấy nét này thì máy ảnh sẽ quyết định tất cả mọi thứ về việc lấy nét cho các bạn. Thường thì máy ảnh sẽ chọn vào chủ thể gần nhất hay khuôn mặt gần nhất mà nó có thể nhận ra được để lấy nét cho anh em. Chế độ tiếp theo đó chính là AFS hay là single focus hay là lấy nét đơn. Với chế độ này khi các bạn đã chọn được chủ thể rồi, nhấn giữ nửa cò, máy ảnh sẽ lấy nét vào chủ thể đó. Lúc này nếu cái máy ảnh hay chủ thể chúng ta di chuyển thay đổi vị trí một chút thì chúng ta sẽ thấy tấm ảnh ao nét. Chế độ lấy nét tiếp theo đó chính là IFC hay là continuous focus. Với chế độ này sau khi anh em đã lấy nét vào chủ thể rồi thì anh em có thể yên tâm chủ thể có thể lùi xa ra hơn một tí hay máy ảnh tiến vào gần cũng không bị áp nét. Ngược hẳn với việc nhàn nhã không phải lo về lấy nét ý, thì MF bạn sẽ phải làm tất cả mọi thứ. Các bạn muốn lấy nét vào chủ thể nào các bạn sẽ vặn vòng nét theo ống kính. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với chế độ lấy nét là DMF. Với chế độ này thì nó một nửa lấy nét tự động, một nửa lấy nét tay anh em ạ. Hiểu đơn giản là khi anh em nhấn nửa cò máy ảnh vẫn sẽ lấy nét cho anh em, nhưng nếu anh em muốn điều chỉnh kỹ hơn về cái vùng lấy nét anh em vẫn thể giữ chủ cho đến vặn cái vòng lấy nét. Với chế độ lấy nét này nó sẽ rất phù hợp cho các bạn chụp ảnh macro hay chụp ảnh sản phẩm, sao cho sản phẩm của bạn chi tiết của bạn nét nhất. Về cách sử dụng thì thường với chế độ AFS mình sẽ dùng cho chụp ảnh chân dung, AFC chụp chủ thể chuyển động hay chụp thể thao, MF mình sẽ dùng đặc biệt cho quay phim, còn với DMF mình sẽ dùng cho chụp sản phẩm hay chụp macro. Tuy nhiên các bạn cũng nên tùy thuộc vào cách các bạn sử dụng hay các bạn quen dùng như thế nào để chọn chế độ lấy nét phù hợp cho mình nhé.